Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng thanh niên đang tạo một khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Hòa trong không khí ấy, tại vùng biên Mường Khương, các đoàn viên thanh niên xã Nậm Chảy đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng làm nên diện mạo mới, sức sống mới nơi biên cương Tổ quốc. Một buổi phối hợp tuần tra của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Chảy và lực lượng đoàn viên thanh niên xã với nghi thức chào cột mốc, triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu nơi mốc thiêng. Thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, những năm qua đoàn xã Nậm Chảy đã thường xuyên phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Nậm Chảy tổ chức những buổi tuần tra đường biên cột mốc như thế này, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong công tác phối hợp giữa chi đoàn đồn biên phòng Nậm Chảy với đoàn xã Nậm Chảy về công tác phối hợp giữa tuổi trẻ hai bên đoàn xã cũng như chi đoàn đồn, đó là công tác phát quang đường tuần tra đường lên mốc quốc giới và công tác phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, đặc biệt là tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và ba cái văn kiện pháp lý giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hôm nay với sự góp mặt của ban chấp hành chi đoàn xã Nậm Chảy và chi đoàn đồn biên phòng xã Nậm Chảy và cùng toàn thể các ban đoàn ngành đoàn khác thì hôm nay được tham gia thì em cảm thấy là cái tinh thần của đoàn kết của mọi người được dâng lên nhiều hơn và cảm thấy khi mà được đứng ở nơi mà biên cương biên giới của Tổ quốc thì em cảm thấy là rất là tự hào. Cùng với các hoạt động chung tay bảo vệ đường biên mốc giới, những năm qua tuổi trẻ ở vùng biên Nậm Chảy cũng đã có những việc làm thiết thực để xây dựng thôn bản vững mạnh nơi biên cương Tổ quốc. Phong trào thanh niên phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã có những khởi sắc. Nhiều thanh niên trên địa bàn đã biết tận dụng lợi thế của địa phương để xây dựng mô hình trồng chuối, trồng sa nhân, cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mấy năm đầu thì là rất là khó khăn trong công tác để phát tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì qua đó đoàn viên thanh niên cũng đã biết vận dụng và vay vốn chính sách xã hội để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2019 đã phát triển nhiều toàn diện và mang đến hiệu quả kinh tế cao cho đoàn viên thanh niên. Trong những cái năm gần đây thì đoàn thanh niên qua các cái lớp tập huấn cũng như là các cái chương trình của tập huấn của cấp trên thì một số thanh niên rất là học hỏi làm ăn và cũng mạnh dạn vay vốn để đầu tư chuyển đổi các cái cây cấu cây trồng, đặc biệt là một số những cái thôn hiện nay là một số đoàn thanh niên là có cái diện tích sa nhân cũng như là diện tích chuối để phát triển và có cái thu nhập cao. Tỷ lệ hộ nghèo ấy giảm thì cũng là do cái nhận thức của một số gia đình cũng như là đặc biệt là cái lớp trẻ là ham học hỏi và chuyển đổi mạnh về cái cơ cấu cây trồng. Mặc dù trong điều kiện là một xã biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, những năm qua đoàn viên thanh niên xã Nậm Chảy đã xung kích đi đầu trong nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, trong những năm qua, tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã có nhiều hoạt động cụ thể trong hành động và hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển kinh tế. Huyện đoàn Bảo Thắng đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong đoàn viên thanh niên, phối hợp với ngân hàng chính sách huyện, ủy thác vốn vay cho thanh niên phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ đạt trên 187 tỷ đồng với 86 tổ tiết kiệm vay vốn do đoàn thanh niên quản lý. Hiện nay trên địa bàn huyện có một câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi cấp huyện và 25 mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm giúp nhau phát triển kinh tế, thu hút gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Toàn huyện cũng có 90 chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội trong thanh niên, trên 200 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi năm. Thông qua đó góp phần giúp thanh niên có thu nhập cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điều kiện kinh tế được cải thiện và nâng cao, tuổi trẻ Bảo Thắng đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động trên 3 tỷ đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.